kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa ngày 4 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. 1.000 cây xanh nhiều chủng loại được trồng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng để hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Các khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội bắt đầu cam kết nghiêm túc thực hiện chiến dịch không khói thuốc do Bộ Y tế phát động. Người yêu nhạc Trịnh Công Sơn có một đêm không ngủ cùng ca hát bên mộ của cố nhạc sĩ trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới WB vừa công bố kế hoạch hành động mới cho 5 năm tới về biến đổi khí hậu. Kế hoạch này nhằm trợ giúp các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, giảm đáng kể lượng khí thải và cam kết huy động các nguồn lực lớn để hỗ trợ quá trình loại bỏ sử dụng than. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới không cam kết dừng tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch như nhiều nhà vận động hối thúc. Trong kế hoạch 5 năm tới, Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ các khoản đầu tư nhằm chuyển đổi năng lượng, các mạng lưới sản xuất thương thực, giao thông vận tải và chế tạo, những hệ thống có lượng khí thải lớn nhất và tăng đáng kể sự hỗ trợ cho các nước đang muốn bỏ sử dụng than. Ngân hàng Thế giới đã cấp 83 tỷ đô la Mỹ cho các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu trong 5 năm qua. Chương trình trồng cây của ngành tài nguyên và môi trường hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đã diễn ra tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trong dịp này, ngành tài nguyên và môi trường trồng 1.000 cây xanh với diện tích 2 hectare, gồm các chủng loại cây như là sang, sao đen, trò chỉ, bằng lăng, v.v. Đây cũng là mô hình để ngành tiếp tục triển khai tại các địa phương trong cả nước, góp phần thực hiện thành công chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh với thông điệp vì một Việt Nam xanh. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dâng hương tưởng niệm tri ân công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Nông dân hiện nay đã biết tận dụng thế mạnh của điện thoại thông minh cho nhiều công việc của mình, trong đó có việc ra thăm đồng. Chiếc điện thoại thông minh như một quyển sổ ghi chép mọi số liệu, mọi hoạt động canh tác, ngay sau đó sẽ được tải lên mạng. Nhật ký hoạt động này thông qua mã QR code là một hình thức quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản mà tỉnh Hậu Giang áp dụng trong những năm gần đây. Từ khi chuyển sang trồng khổ qua rừng, ông Trần Văn Em cũng bắt đầu canh tác theo quy trình mới, theo hướng dẫn của đơn vị khuyến nông. Kích thước mương liếp, bờ bao quy chuẩn, có ruộng khóm để cách ly với các vườn kế cạnh. Và quan trọng nhất là mọi hoạt động canh tác đều được ghi chép lại bằng điện thoại. Đối với nông dân mà mới lúc đầu thì hơi khó, nhưng khi chúng ta đã xài được thì nó cũng dễ thôi, cũng không gì gọi là khó. Chúng ta quen rồi, nó làm được tất cả. Ông Em có một mã QR code riêng. Mã này sẽ được Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp hỗ trợ tập huấn cho bà con cách tạo mã, cập nhật thông tin hàng ngày từ đồng ruộng. Khi tìm kiếm bằng tên hoặc số điện thoại của ông Em, trang sẽ hiển thị các hoạt động canh tác như thiết kế vườn, xuống đất. Đúng rồi, so sánh với ngày xưa thì chúng ta nói là chúng ta làm, mà làm thì lấy cái gì chứng minh. Nhưng hôm nay chúng ta từ cái quy trình rồi chuẩn bị đất, khâu làm đất, rồi làm tất cả các việc thì cũng đã vô quy trình sẵn, đã có quay hết lên trên cái mã của chúng ta. Thành ra từ chỗ đó thì người ta sẽ tìm hiểu nhanh hơn, rồi sản phẩm chúng ta sẽ tốt hơn. Trên trang Nông sản Hậu Giang, không chỉ những nông dân như ông Em, mà còn có người kiểm định, người đánh giá, doanh nghiệp hay cán bộ nông nghiệp cũng được quản lý bằng số, giúp cho việc liên hệ, thống kê được dễ dàng hơn. Khi có cái mã đó rồi, thì từng hộ, mình quản lý riêng từng hộ, thì khi sản phẩm mà của hộ nào có vấn đề hoặc gì đó, thì mình chỉ cần sử dụng điện thoại, mình quét lên thì mình sẽ biết được tất cả các thông tin từ quá trình đầu truy cập tới giờ. Cũng trên trang web, các thông tin về vùng sản xuất, sản phẩm, các số liệu xác thực của hàng loạt nông sản, đặc sản địa phương cũng được thể hiện tường tận để khách hàng và các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin dễ dàng. Thời tiết thì ngày càng diễn biến cực đoan, khiến Bến Tre buộc phải quy hoạch lại một số cây trồng chủ lực để thích ứng. Sầu riêng là cây trồng được ưu tiên phát triển, bởi vì loại cây này có chất lượng cao, mang lại giá trị kinh tế lớn cho người dân thời gian qua. Kết quả này có được là nhờ các nhà vườn đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, chuyển dần từ lượng sang chất, bên cạnh những chính sách hỗ trợ hiệu quả từ ngành nông nghiệp.
Vườn sầu riêng của ông Phục sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và được xác lập chỉ dẫn địa lý. Quy trình canh tác đáp ứng các tiêu chuẩn sạch bệnh, an toàn sinh học. Đạt được các yêu cầu khắt khe, mục tiêu hướng đến là phân khúc thị trường cao cấp. Những cái siêu thị hoặc là những người có tiền ta mua, ta sẵn sàng ta bỏ giá cao để ta mua. Miễn sao là chất lượng là được. Chúng tôi sẽ chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật như là cải tạo lại mương bờ lip, simo và canh tác theo cái hướng là hữu cơ để đảm bảo được cái chất lượng. Trong năm 2019-20, sau hạn mặn thì chúng tôi cũng xây dựng những mô hình là cái khắc phục vườn sầu riêng sau hạn mặn đến nay là vườn các vườn còn rất tốt. Bến Tre hiện có khoảng 2.000 hecta sầu riêng. Phần lớn diện tích này được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, một số đạt chuẩn hữu cơ. Không cần nhiều các buổi tập huấn tuyên truyền, hiệu quả kinh tế là động lực thúc đẩy nhà vườn đến với quy trình sản xuất sạch. Từ hồi mà có cái phong trào trồng sầu riêng tới nay thì đường xá rồi nhà cửa khang trang hẳn lên, rồi con cái được ăn học thành tài, không có cái nguồn lợi kinh tế nào mà qua cây sầu riêng hết. Ham rồi tìm tòi học hỏi, ban ngày thì mần tèo lên đọt cây là ban đêm về hả, học 4.0 quẹt quẹt để mình tầm tòi coi trên mạng này kia những cái kỹ thuật để mình áp dụng tại địa phương của mình, tại đất nhà của mình. Nâng cao chất lượng là bước đầu trong chiến lược phát triển sầu riêng thành cây trồng chủ lực. Và chỉ nhìn vào sự say mê của người nông dân thì việc tái cơ cấu cây trồng này kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu cho ngành nông nghiệp Bến Tre. Giá trị vốn hóa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tính đến hết tháng 3 vừa qua đạt trên 4,46 triệu tỷ đồng, tức là tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và bằng khoảng 71% GDP. Thanh khoản thị trường quý 1 vừa qua ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt hơn 653 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 15.500 tỷ đồng trên một phiên, tăng gấp đôi về khối lượng và gấp 3 về giá trị so với quý 1 năm ngoái. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các khu vực trong nhà, của nhà hàng, khách sạn. Luật có hiệu lực được 8 năm, nhưng tới nay việc xử lý các hành vi hút thuốc trong các nhà hàng, khách sạn vẫn chủ yếu dừng lại ở mức nhắc nhở. Do đó, gần như không thay đổi được tình hình. Tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng, khách sạn vẫn đang ở mức cao. Như tại nhà hàng, tới 80% khách hàng hít phải khói thuốc. Một chiến dịch đã được phát động với mục tiêu thay đổi thực trạng này. Những tấm biển được gắn trên cửa ra vào hoặc ngay trên bàn ăn trong các khách sạn, nhà hàng. Đây là hai trong số hơn 200 nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Hà Nội cam kết tham gia vào chiến dịch xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc. Thứ nhất là cái lợi ích đầu tiên là sức khỏe của nhân viên được đảm bảo. Thứ hai là cái lợi ích là tạo ra một cái môi trường nhà hàng rất là lành mạnh, và khi mà thực khách đến với nhà hàng Sun Blue của chúng tôi thì cảm giác là một cái không khí rất là trong lành và văn minh nên khách hàng rất là thích, và từ đó thì khách hàng sẽ đến càng ngày càng đông hơn. Theo nghiên cứu năm 2020 của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá thì tỷ lệ hút thuốc thụ động tại các địa điểm nhà hàng, khách sạn còn tương đối cao, với gần 80% khách hàng hút thuốc thụ động tại nhà hàng và 65% tại khách sạn. Vì thế mà chiến dịch này được triển khai với hy vọng sẽ thay đổi thực trạng này. Hiện nay các cái nhà hàng, khách sạn vẫn là một trong những cái nơi mà cái tỷ lệ người hút thuốc đông. Cái việc mà chúng ta đang tiến hành xây dựng cái môi trường không khói thuốc ở đây để giúp cho ngành du lịch tăng thêm cái thương hiệu, cái tín nhiệm. Nhưng cái đầu tiên chính là giúp cho sức khỏe của người dân. Là đại sứ của chiến dịch, nghệ sĩ Xuân Bắc cũng cho biết sẽ góp phần lan tỏa thông điệp theo cách của riêng mình. Rất có thể là tôi sẽ xây dựng những cái tiểu phẩm. Những cái tiểu phẩm đấy là để cho đông đảo mọi người cùng xem về hút thuốc, về tác hại của khói thuốc. Và thậm chí những câu chuyện dở khóc dở cười mà những người hút thuốc không đúng chỗ quy định. Theo thống kê thì hiện Việt Nam có hơn 15 triệu người trưởng thành hút thuốc, trong khi số người không hút thuốc là 75 triệu người, nghĩa là gấp 5 lần số người hút. Và những người không hút thuốc thì sẽ không muốn đến những khách sạn, nhà hàng ô nhiễm khói thuốc lá. Vì vậy, những địa điểm không khói thuốc sẽ là những điểm đến ưu tiên của khách hàng. Những nội dung đáng chú ý có trong phần tiếp theo của bản tin. Sau một tháng không ghi nhận ca mắc mới, Quảng Ninh quyết định bỏ cách ly tập trung với những người đến từ Hải Dương. Khám phá nghề dệt chiếu thủ công truyền thống tại xóm Chiếu, Cà Mau.
những người trụ lại để giữ nghề của ông cha. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, về tình hình dịch COVID-19, vào chiều ngày 3 tháng 4, Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Còn tại Quảng Ninh, sau 1 tháng không ghi nhận ca mắc mới, tỉnh này đã ra quyết định bỏ cách ly tập trung với những người đến từ tỉnh Hải Dương. Những người đi từ tỉnh Hải Dương tới Quảng Ninh cũng không phải cách ly tại nhà, cũng như làm xét nghiệm. Tuy nhiên, người đến, đi, về từ Hải Dương vẫn phải chủ động khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú hoặc nơi đến, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Ai có các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 cần thông báo ngay cho trạm y tế hoặc trung tâm y tế trên địa bàn. Hiện tất cả xã, phường tại Quảng Ninh đã được gỡ phong tỏa. Các chốt kiểm soát ra vào của tỉnh đã được dỡ bỏ. Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết vừa bắt giữ 4 đối tượng về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào. Trước đó, ngày 1 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đi xe máy, phía sau có một xe taxi có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, trên xe taxi có 4 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. Qua lời khai của đối tượng đi xe máy tên là Nguyễn Văn Sinh, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng khác cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để điều tra làm rõ vụ việc đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào. Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hoàn tất hồ sơ khởi tố theo đúng quy định của pháp luật. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thông báo tạm ngừng tiếp nhận máu nhóm B và AB từ người hiến máu. Lý do là vì nhu cầu sử dụng ít hơn nguồn cung. Tính đến ngày 2 tháng 4, lượng máu dự trữ của viện ở mức khá cao là 16.000 đơn vị máu, trong đó nhóm máu B chiếm 32%. Tỷ lệ nhóm máu này trong dân số khoảng 30%. Các chế phẩm máu lại chỉ có thời hạn bảo quản, lưu trữ nhất định. Do vậy, viện mong muốn người hiến máu có nhóm máu B và AB chưa tham gia hiến máu trong thời gian này. Còn đối với những người có nhóm máu O dự trữ, hiện chỉ chiếm 41%, trong khi tỷ lệ nhóm máu này trong dân số là khoảng 45%. Một thành công của các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tại đây lần đầu tiên một bệnh nhân ung thư máu được điều trị bằng việc ghép tế bào gốc tự thân. Việc điều trị thành công bằng phương pháp mới này khẳng định năng lực trong điều trị các bệnh hiểm nghèo của Bệnh viện Trung ương Huế, mang lại sức khỏe, sự sống cho bệnh nhân. May mắc phải căn bệnh ung thư máu ác tính, hay còn có tên gọi khác là u lympho không Hodgkin giai đoạn 2A. Bệnh nhân Ngô Hoàng Ni trú tại Quảng Nam không giấu được sự xúc động, bởi sau hơn 10 năm điều trị, cuối cùng căn bệnh của em cũng đã được đẩy lùi và được xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Thật sự là em chờ cái ngày này cũng lâu, là em rất vui. Hiện tại bây giờ thì em đã ổn và khỏe, nói chung cũng dần hồi phục được cỡ thấy trong người là cỡ 90% rồi. Trước đó, bệnh nhân Ngô Hoàng Ni sau khi điều trị ung thư máu từ năm 2010 bằng phương pháp hóa trị nhưng bệnh tái phát. Bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, đến nay bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Điều này đã mở ra hướng điều trị mới trong điều trị ung thư máu cũng như nhiều căn bệnh ác tính khác tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mở ra một cái hướng điều trị mới phối hợp đa mô thức giữa hóa chất, xạ trị, ghép tế bào gốc rồi phẫu thuật cho các cái bệnh nhân ung thư tại khu vực bệnh viện khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói chung và tại Thừa Thiên Huế nói riêng. Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao, trong đó đẩy mạnh triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh máu ác tính tại khu vực miền Trung cũng như trên cả nước. Và trên tinh thần đó thì vào sáng nay mùng 4 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phát động tháng hành động hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2021 với nhiều nội dung sôi nổi và thiết thực, trong đó có hoạt động hiến máu nhân đạo. Hoạt động này thu hút rất đông người tham gia. Phóng viên Trâm Anh thông tin chi tiết tới quý vị. Tham gia hiến máu tình nguyện trong buổi lễ phát động sáng ngày hôm nay có khoảng 400 người. Mục tiêu thu về là khoảng 300 đơn vị máu để bổ sung vào nguồn máu dự trữ cho thành phố, góp phần cho công tác điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân. Ngoài ra thì trong tháng hành động, thì toàn tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang tích cực tham gia hoạt động này với mục tiêu là thu về khoảng 2.500 đơn vị máu. Đây là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện truyền thống yêu thương, sẵn lòng sẻ chia với cộng đồng.
số lượng máu thu được không chỉ là một con số biết nói, mà đó còn là tấm lòng của tất cả những người hiến máu dành cho những bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ. Tổ chức Du lịch Thế giới đưa ra dự báo hết năm nay du lịch sẽ hoạt động trở lại, nhưng phục hồi phải mất hơn 3 năm để về mốc như trước COVID-19. Trong bối cảnh đã có vaccine, thời gian để du lịch phục hồi có khả năng rút ngắn, đặc biệt là với Việt Nam, được đánh giá là điểm đến an toàn. Những sản phẩm du lịch mới được thử nghiệm phù hợp hơn với thị hiếu khách của Việt. Ngành du lịch sẵn sàng kích cầu du lịch hè, mùa cao điểm của thị trường nội địa. Tín hiệu tích cực qua các cuộc khảo sát gần đây, người Việt nóng lòng du lịch trở lại. Hơn 80% sẵn sàng đi từ bây giờ. Phần nửa khách lựa chọn kỳ nghỉ 2 đến 3 ngày, nhưng đi nhiều lần và lựa chọn phương thức đặt tour trực tuyến, chú trọng sản phẩm kết hợp combo nghỉ dưỡng. Trẻ con, người lớn đều thích đi biển, cả đều thích ăn hải sản cho nên chắc chắn là cũng sẽ đi du lịch nữa. Nắm bắt cơ hội với sự thuận lợi của du lịch nội địa khi bước vào mùa cao điểm hè, sự hỗ trợ từ nhà nước với chính sách ưu đãi cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ. Địa phương lên kế hoạch các chương trình đón khách khi du lịch trở lại. Ví như Thanh Hóa với thế mạnh du lịch biển, chỉ tính riêng trong tháng 3 vừa qua đón 60 vạn khách, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Định hướng cho các doanh nghiệp du lịch hình thành liên minh kích cầu với cái tiêu chí là tăng tối đa về chất lượng và giảm tối đa về giá thành và cung cấp nhiều cái combo du lịch hấp dẫn cho khách du lịch. Bên cạnh là một cái gói combo trong nội bộ hệ sinh thái của FLC thì chúng tôi cũng có sự liên kết với các sản phẩm dịch vụ khác của các chủ đầu tư về lĩnh vực du lịch khác cũng như các đơn vị lữ hành và nhiều lĩnh vực giải trí khác để tạo một cái sản phẩm du lịch hấp dẫn nhất. Đêm nhạc Chuyện tình yêu tại FLC Sầm Sơn cũng là sản phẩm mới mở đầu cho chuỗi sự kiện du lịch hè tại Thanh Hóa. Kết hợp văn hóa nghệ thuật, mỗi dịp một chủ đề, góp phần sáng tạo trải nghiệm mới, kích thích nhu cầu khám phá của du khách. Tới đây, lễ hội du lịch biển Hải Tiến, lễ hội Hoa và lễ hội du lịch biển Sầm Sơn đồng loạt khai mạc, hứa hẹn mùa du lịch đa sắc xứ Thanh. Đối với người dân miền Tây thì không mấy ai xa lạ với bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu của cố soạn giả Viễn Châu, với những câu hò quen thuộc như là hò ơi, chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu. Tuy nhiên có lẽ không nhiều người có dịp tìm về xóm Chiếu ở tận Cà Mau, quê hương của anh Bán Chiếu trong bài vọng cổ trên để hiểu hơn về những thăng trầm của nghề thủ công truyền thống này. Đây là con kênh Phụng Hiệp chảy vào quê hương Tân Thành. Đây là một trong những quê hương có ngành nghề làng dịch chiếu rất là lâu đời. Và đây cũng là quê hương của nhân vật nam được nhắc đến trong bài Tình Anh Bán Chiếu của cố soạn giả Diễn Châu đó. Và hiện tại thì trên địa bàn phường cũng chỉ còn được một vài hộ làm chiếu thôi. Nhưng mà đối về góc độ hội thì cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ chị em được tiếp cận cái nguồn vốn nếu như chị em có nhu cầu. Và thứ nhất là để chị em phát triển kinh tế nè. Thứ hai là để duy trì và phát huy cái ngành nghề dịch chiếu truyền thống tại địa phương. Lát này từ chính bản thân cô trồng á con, để ra ngoài ruộng á rồi cái bắt đầu mình nhổ lát giống mình cấy mình trồng rồi mình chăm bón. Tháng rưỡi gì đó khô khan rồi cái bắt đầu mình mới thịnh hành là dệt. Trên xóm Chiếu Tân Thành, thành phố Cà Mau, ngày nay chỉ khoảng 10 hộ là còn theo nghề dệt chiếu. Số người có thể dệt chiếu lẫy, chiếu bông, dệt hoa văn khắc chữ thì ngó trước nhìn sau chỉ còn lại mỗi mình bà Thu Trang. 45 năm theo nghề là bấy nhiêu thăng trầm, nhưng bà vẫn sống vui, sống khỏe. Vì khi số lượng người làm chiếu thưa dần, bà ít phải cạnh tranh. Nhiều người vẫn thích nằm trên manh chiếu mát mẻ do chính tay bà dệt. Mê lắm con ơi, cũng như ngủ bằng đêm á. Trong ra tới sáng ơi, nhìn ông trời có nắng không? Đang mình làm giết rồi cái bắt đầu mình đi phát nữa. Làm gì đó vui lắm. Có thằng trai, nó thấy cô ra đồng á. Cực quá cái nó nói mẹ ơi, nghỉ mẹ già rồi mẹ để con nuôi. Nó nói không, để cho mẹ mần, mẹ có sức lao động, mẹ mới mạnh giỏi. Tuy chỉ mới vào mùa thu hoạch lát và chắp chân, nhưng bà Trang không lúc nào ngơi tay. Để có thể tận hưởng công việc, xem cái nghề là bạn trăm năm để thủ thỉ tâm tình, thì không phải ai cũng được như bà. Bà có suy nghĩ thiệt thà, nhưng ngẫm lại thật trân quý. Mình là người Cà Mau thì cũng nên biết ca vọng cổ chút đỉnh để có dịp giao lưu chòm xóm,
hoặc mỗi khi có khách ghé thăm. Dưới sương mờ thấp thoáng bóng người đi, tôi cứ ngờ rằng anh đã cất bước quay về. Người yêu nhạc Trịnh tại thành phố Hồ Chí Minh đã có một đêm không ngủ trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông. Họ đã thức suốt một đêm bên mộ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để cùng hát những ca khúc của ông và tưởng niệm cố nhạc sĩ tài hoa này. 20 năm kể từ ngày Trịnh Công Sơn tử giã cõi trần, âm nhạc của ông vẫn luôn có sức hút kỳ lạ, là nguồn động viên tinh thần quý giá cho nhiều số phận và nhiều mảnh đời. Bất kể tuổi tác, giới tính và hoàn cảnh sống, 9 năm qua, người yêu nhạc Trịnh khắp cả nước vẫn luôn tìm đến nghĩa trang Gò Dừa, thành phố Hồ Chí Minh. Họ sẵn sàng thao thức suốt đêm cùng Trịnh Công Sơn trong một chương trình có tên gọi Ở Trọ Trần Gian. Chàng trai khiếm thị này đã tìm thấy một thứ ánh sáng khác ở đây. Thứ ánh sáng thắp lên trong anh niềm tin về cuộc sống. 30 tuổi bỗng trở thành người khuyết tật và nhạc Trịnh đã cho anh nương náu trong suốt những tháng ngày tối tăm. Cảm giác nó giống như là một cái sự an ủi, như một cái lời động viên và như một cái ánh sáng để dẫn mình đến đến cái sự hy vọng vào cuộc sống này. Lặng lẽ đến và lặng lẽ nghe tiếng đồng vọng bên mộ Trịnh Công Sơn. Đó là cách mà không ít người hâm mộ đã làm trong đêm thao thức cùng Trịnh. Chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ để những người như anh Phú đều đặn đến đây như một thói quen chẳng dễ gì từ bỏ. Mình không hiểu về nhiều về âm nhạc, cho nên mình không thưởng thức được hết cái âm nhạc của Trịnh Công Sơn, nhưng mà mình thấm được những ca từ của ông. Thế là nó lăn lỏi vào trong cái ngóc ngách của cuộc sống mình và cũng trong cái thân phận của con người xung quanh mình thấy. Một người này là một tấm lòng. Có người nói rằng nhạc Trịnh đã mang nhiều người đến với nhau trên một chuyến đò, mà chuyến đò ấy thì không bao giờ hết chỗ. Chuyến đò chất chứa những ca từ, những giai điệu như một thứ lý lẽ riêng để nhiều số phận, nhiều mảnh đời biết yêu những ngày tới, dù có lúc mệt quá một kiếp người. Đêm ở mộ Trịnh, nhiều người đã khóc. Đó là giọt nước mắt thương nhớ thần tượng, giọt nước mắt mừng vui dịp hạnh ngộ đặc biệt, tri ân người đã mang đến một dòng nhạc lạ kỳ, mê hoặc và bất tử. Và trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết cho các thành phố. Đến đây bản tin thời sự xin được khép lại. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị khán giả có thể xem trên website của VTV Go hoặc cũng có thể tải ứng dụng VTV Go trên kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.